Rồi, đi thôi chơi ơi. Dạ. Bước ra. Sao bà, bước bà bẻn lẻn thôi, tôi mệt bà quá, bà bước ra cho mẹ đi chơi. Mẹ, mẹ không kịp bà. Hello. Mẹ kịp. God bless you. Ba đâu? Ba đâu phải không? Vậy ra ba phải không? Cho con không đi đường thường mà vô bãi cỏ con đi, con không sợ rắn hả chị? Không sợ rắn chứ. Chị sợ bớt ác sai. Chị sợ rắn ao sai hả? Đây rồi mình coi cái miệng dính được. Đây đem đưa mẹ coi mặt coi. Nó nghe là sao không đeo mắt kiến vô? Không à. Đừng có dịnh cái micro chị không có rớt đâu, đừng có dịnh. Mẹ ba miêu về. Con chơi sâu phát hả? Ủa, nghe chiều. Hả? Nghe chiều. Thấy con gì á? Con chim á con. Ủa xe mình đâu ta? Xe mình ba. Không phải xe ba, xe mình đâu? Ôi rồi rớt nữa rồi. Thôi em mới vô cho cái này sao nó rớt hoài bực ghê luôn á. Nhà thiết kế này thiết kế. Lại không? Dạ. Mát chết rồi. Hả? Mát chết rồi. Hết dịch rồi, đúng rồi. Hết chưa quá cái dịch. Ba, bốn. Mấy con á, có mấy con dịch? Ba má dịch rồi. Mấy con? Hăng chim, hăng chim. Bé đi chim. Ba chửi ra. Bye bye hai chửi người ta mà sao bye bye gì kỳ vậy? Bye bye là xe. Mẹ xe 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 mẹ xe 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 con gì á? Bye bye chị. Đi chơi. Mẹ ơi chị. Mẹ ai? Mẹ ai? Mẹ ai? Mẹ ai? Mẹ ai? Ơi xe à? Ba làm gì vậy? Ba làm peach. Mẹ đi. Chạy quá đèn. Chạy quá hả đèn. Chạy quá hả đèn. Chạy quá hả đèn. What's up? Don't call. Ba nằm cắt hả? Dạ, cắt cắt dế. Ừ, cắt dế. Ủa, con gì á? Con đó là con ngựa. Sợ với cấp, với
chạy đi cấp em chỉ ốc quay cấp mày 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 đi này. Rồi đi đi. Ê mẹ, á nè. Ông bé. Mẹ ông bé. Ta chi. Mẹ. Trời ơi, vậy quá hả? Dạ. Trời ơi, cái bông nhỏ là nè nè nè. Má nữa 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 nữa. Nữa nữa. Ra đi nè, mẹ nè. Mẹ nữa nữa. À nữa nữa có nữa hả? Đâu đâu. Rồi em bé đâu? Ngồi xuống đàng hoàng, ngồi xuống đồ chỉ em đàng hoàng chứ đâu lấy cái chân được. Em bé đâu? Em bé nè. Ủa con gì á? Con gì đâu? Con gì á? Em bé đó con. Con. Hello. Hả? Chơi xe. Hi. Giờ này đi patin đó, chú đi patin đó con. Mẹ, mẹ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Giỏi quá. Mà phải bao nhiêu sắp thì nữa nữa nữa. À nữa nữa. Bạn mà bao nhiêu? Kẻ bao nhiêu? Thấy chim không? Ôi, con... anh đi chim đi cái bắt bắt. Con cũng bắt chim hả? Con thấy luôn chim đi. Mẹ hợp bắt. Mẹ. Bắt con chim rồi. Hả? Chim rồi. Bắt rồi hả? Sợ không? Bắt chút chút. Chúng chúng trời ơi, mấy chú này lấy mô tô chạy quá trời luôn hả chị? Chúng lấy mô tô chạy ầm 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 luôn á. Trời bà, đẹp quá mà. Bà bấm bấm bấm. Nữa xe. Xe nữa. Để gì bấm đó. Bấm nữa. Wow, quá trời bông luôn. À chạy đi vô chổng này chụp hình đi chạy. Vô vô chổng nằm xuống cho con chú chụp hình. Con đẹp quá. Ôi ơi kìa. Chay là chú công chúa đi giữa vườn bông kìa cô chú kìa. Em quá trời mình nhìn. Quá trời luôn, bây giờ con nhìn mẹ cái nè. Mẹ 1, 2. Nhìn mẹ coi, 1, 2, 3 nhìn mẹ. Mẹ nhìn mẹ. Xin. Mẹ bầm. Không được bứt bông nghe không? Con không được bứt rồi, con dục cái kiểu đó nghe chưa? Con muốn hửi thì con đưa cái muỗng xuống con hửi. Không được bứt bông nghe không? Khoanh tay lại xin lỗi mẹ. Trời ơi. Mày. Quá. Mẹ bị cắt. Bye bye. Bye bye flower. Mẹ đi. Mẹ đi cho con. Không có được bước bông nữa nghe chưa? Dạ. Như vậy là mẹ không có hài lòng, mẹ không có thích đâu đó. Dạ, kiếp mẹ bông. Ờ, không được nữa nghe chưa? Dạ. Giỏi. Mẹ nữa quá luôn. Ờ, bông nữa kìa. Mẹ con gì á? Không kiếp về. Mẹ con có nhớ mẹ chỉ con mà cái để mà nước mưa nhảy xuống ta. Ở đâu ạ? Ở nước này.
lại sư con được quá. Yes. Mẹ. Mẹ. Để nó nói chuyện nghe. Đi đâu ạ? Đây đây đây. Mày đứng dưới gốc cây mày chụp cho tấm hình mẹ lên. Đẹp nè. Đi. Anh đi với con. K-pop. K-pop. Nói lớn lên K-pop. Cái đấy, cái cây này, cái cây này.
Treo. Thôi đi về đi chơi, tự nhiên đi vô đây làm chi? Không muốn vô đây nữa. Vô đây làm chi? Thôi đi về đi. Thôi đi về chi? Mẹ đi về nha. Mẹ đi về chi đi. Nay là đi đây là đi không có đi vô cái địa phận của mình rồi đó nha chơi. Đi chơi em sao? Mình đi ngắm cảnh là mình phải nhìn. Đẹp quá, mưa flower. Oh, flower đẹp quá. Chay đứng ở dưới gốc cây đi, mày chụp cho tấm hình này lên. Mày chụp tấm hình. Mày ăn con gì á? Con nào? Con chim. God bless you. Cái cẩm. Cái cẩm kẹo. Không phải kẹo đâu, không phải kẹo đâu. Em muốn chơi chơi. Em muốn chơi chơi gì? Thế ở nhà có đồ chơi không chơi, ra đường lụm đồ chơi cái làm y như là củ báo vậy đó. À có cái video clip mà cái cô kia quay lại chơi đánh trống á, quay bỏ cái nhạc vô rất là hợp luôn. Bỏ nhạc cho bum 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 rất là hợp luôn. Xong rồi cái cho chơi coi, chơi nói là mẹ con muốn này. Hello. Can you say hi chơi đi. Chơi đi, can you say hi? Chơi đi. Gotta be nice. Say hi cho mẹ coi. Chay. Just carefree. Chay đi, can you say hi? That's not nice. Okay. Chay đi, can you say hi? No. Chay đi. Thầy. Thầy nói chuyện với con coi. Tại sao con không có say hi vậy? Hả? Không có ngại. Không, mà tại sao con không say hi? Say hi. Quá rồi. Trời, mong mốt mẹ không có cho chị chơi nữa đâu. Tôi đưa nhanh ạ. Đưa nhanh ạ. Hãy chết từ bớt. Hãy chết từ bớt. Mami sao? Mami, I look a pink. My look a pink. My look a pink. My look a pink, mami. Look pink, mami. Go pink. My look a pink, mami. Look a pink. Cô biết tụi mami. Nãy giờ không biết nói đây, cô chú có nghe không? Nhưng mà mẹ không có chơi với con nữa. Tại vì con không có say hi. Con không có lịch sự. Con mất lịch sự. Nãy giờ Ngọc nói cái căn nhà của hai cô chú Hàn Quốc này ở đó là cách đây 3 năm là Ngọc có đi coi rồi. Nhưng mà nó không có được như vậy đâu. Cách đây 3 năm là nó giống như là nát luôn. Mà cô chú này mua về sửa lại chắc cũng nhiều dữ lắm nè. Mà được cái nhà này nó không có nằm trên sông nên cái giá nó không có mắc. Với lại á, nhưng mà nhìn từ ở ngoài đường á, nhìn ra có thể thấy bờ sông được, rất là đẹp. Nói chung cái nhà là một cái nhà căn nhà tốt. Hai vợ chồng đứa con ở. Nên là cái giá vậy là rất là tốt. Nếu mà muốn mua đi sửa lại. Đi. Không ai ta bông. Bông quá chi bông. Quá trời bông hả? Dạ. Ồ dạ, bông đẹp quá thì bạn. Ok. Thank you.
đi đường này, đi đường này. Xe. Xe. Now on Anna, oh. Thôi đi về nè. Không chia nữa, đúng chưa chứ. Thì đó con đang cầm đồ chơi đó, mình cầm đồ chơi đem về khoe ba. Ha. Đi khoe ba đó ba. Đó, đi đâu ba? Đi trong đường, lẹ lên. Đi về khoe ba nó ba ơi, con có đồ chơi nè. Nói ba ơi, con có. Xe 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 xe. À, con nói xe xe xích ga xích ga hả? Anh chơi. Xích ga chơi 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 hả? Tao đi ba. Hả? Ba. Ba ơi, ba ơi. Ba tên gì á? Ba gì? Không. Ba tên gì? Em chơi chơi cho ba mẹ ơi. Bảy à? Ba chơi gì? Ba gì tên em chơi chơi của mẹ em ơi. Con này. Ba tên gì? Ba chơi nghe mơ. Ba tên gì? Nữa. Nữa xe nữa. Gì chạy? Mệt hả? Quên. Hai giá kì. Này mẹ tên gì? Em. Mẹ tên gì? Em. Con đi trong lề cho mẹ cái đồ không chạy? Bước vô trong lề đi. Bước vô trong lề đi, lẹ lên. Không thích cái chân kìa. Mọi nơi nâu quá. Mẹ tên gì? Tên nghe mơ nghe mẹ ơi. Bậy không à. Mẹ tên gì? Quá. Con đi xích vô trong lề cho mẹ được không? Đi xích vô trong lề. Ok. Em cho ba chờ cười. Không chị Út. Mẹ không chia ốc mẹ ơi. Ừ. Mẹ không chia ốc chưa chưa. Đi ốc làm gì mà đi ốc hoài vậy? Thì đi ốc làm gì vậy? Hả? Mẹ mơm. Hả? Út nói với con sao? Út nói sao chay? Út nói sao? Mẹ tên gì? Ai dễ chơi dễ. Nói nghe coi mẹ tên gì. Em dễ chơi mẹ mẹ mi. Chơi chơi của mẹ mi ơi hả? Dạ. Mà mẹ tên gì? Ở trên anh muốn chơi cho mẹ mi. Mẹ tên là Chay Chay. Chay Chay. Mẹ tên là Dwayne. No, Chay Chay. Mẹ tên là Julia. Không, Chay Chay. Mẹ tên là Heo. Dạ. Trời ơi, cho nên ta nói mẹ tên Heo cái đó. Cái nó dạ liền trời. Có cho ba ly với Bình Sình đi cuộc sống Mỹ không? Ừ. Sao vậy? Sao vậy? Sao không cho ba ly với Bình Sình đi cuộc sống Mỹ? Không em chụp chơi. Có cho ba ly với Bình Sình đồ chơi không? Ừ. Lý do là sao vậy? Ừ, chia sẻ cho không. Hả? Không. Mình phải chia sẻ đồ chơi với nhau chứ. Không vậy với nhau. Hồi nãy đang kể tới cái câu chuyện kia. Đang kể tới cái câu chuyện. Đây mày mày mượn cái micro mày nói chuyện cho cô chú nghe đây. Đang kể tới cái câu chuyện cái cô kia lấy cái video mà nó đánh trống bùm á, gắn nhạc vô rất là khớp á. Nó đòi, nó nói mẹ ơi con muốn cái này. Là Ngọc đã lên mạng, Ngọc search đó nha, Ngọc lên Amazon á. Ngọc search là trống đánh. Trời ơi mà Ngọc bấm vô cái vỏ, Ngọc bấm vô cái vỏ, Ngọc tính mua rồi đó. Suy nghĩ lại, nhà trời ơi bây giờ đồ chơi quá trời nhiều rồi, bây giờ cái phòng của nó chật đồ chơi luôn rồi. Mà bây giờ ướp thêm về nữa là cực. Bởi vậy không mua.
con chay nè, nhà mà bự là mệt cho nó đó, là mua đồ chơi cho nó mệt luôn á. Chứ là tính mua rồi cũng rẻ lắm, 40 đô. Bộ trống á, bộ trống giống như ở Việt Nam á là khoảng 40 đô la bên Mỹ. Cũng không có quá mắc tiền. Tính mua rồi đó, nhưng mà suy nghĩ lại bây giờ mua là về nhét vô trong nhà nữa, mà nhà giờ chật quá trời rồi. Ba đâu? Con kiếm ba, con kêu ba đi. Đây nè, đây nè, đây nè, khoan khoan, mẹ gắn cái micro vô con kêu ba mới nghe, hiểu không? Gắn vô. Ba ơi, ba ơi. Ba ơi, ba ơi. Ơi đi thôi. Kêu ba ơi, lẹ lên. Ba nhà. A toys. Hi, JD. A toys. Nó ba ơi, con mới được. Where did you get toys from? Okay, I'm toys. Why Anna? No, that's not Anna. Who is that? Where? Oh, Moana. It's she's saying Moana. Yeah. That's how she says Moana. Oh, really? Moana. Moana. JD, you gotta say Moana. You cannot say Anna. Moana. Moana. My quiz. Oh, a book. What's that? That's your car seat. It's your car seat. Ở cái này là cái gì vậy? Có cái ghế đó đâu rồi, lên ghế ngồi, lẹ lên. Mẹ muốn cái mũi ngay chạy luôn. Rồi, muốn đẩy xuống, lên ghế ngồi. Ghế của con đó. Lên ngồi đây, lên ngồi chỗ đi chứ. Cẩn thận, cẩn thận. Cô chú này là quay clip này dài cho cô chú coi. Mẹ muốn về chơi, chạy bên đây. Để bên đây, đúng rồi. Mình chơi 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 bèo. Chơi bèo hả? Dạ, chơi bèo. Ngồi lên, nè lên. Đúng rồi. Nó có cố lên chơi bèo. Cái gì con? Mẹ hấp mì. Thôi con ngồi đại đi, con đừng có màu mè quá là hẹ nó, mẹ mệt quá. Mẹ, mẹ hấp mì con. Hả? Để hấp mì. Là hấp mì. What do you need help with? You have my seatbelt? Oh, you need the seatbelt on? Yes. Safety first. Okay. Just sit down, JD. Just sit down. Oh yeah. Xe mẹ giờ ba làm như đống rác không chơi, ba đừng để ba đồ của ba đấy chơi. Cái xe này là ngày xưa lúc mà học mới về Michigan học mua là mọi người. Beep beep. Ooh. Lớn hơn nãy giờ cười hay quên Anna đau quên Anna mà mi không có he Moana, ừ, tóc của Moana đó, cắt Moana, mẹ cắt bờ vào con gì á, tóc của Moana màu gì á, à, màu quá dạ ê quá. Leo lên. Con làm cày xe ba chạy đi. Chạy đi. Bớt trò chơi. Thì đó. Rồi ba giục đồ chơi của chay rồi. Chơi. Hả? Mẹ giục trò chơi cho ba trò chơi. Ba giục đồ chơi của con hả? Dạ chị. Con biết lý do tại sao không? Dạ. Con biết lý do tại sao không? Dạ dạ. Tại vì con lấy cái đồ chơi đó mà con chà lên cái đèn xe của ba rồi, cái đèn xe của ba bị trầy rồi. Xe ba. Tại sao con làm như vậy? Con biết vậy. Con lại xin lỗi ba đi. Ba giục vậy hả? Dạ. Con lại con xin lỗi ba đi. Con nói xin lỗi con nên nó. Con nói daddy I'm sorry. Đi lại nói đi. Đi lại nói với ba đi, daddy I'm sorry. Thôi bây giờ mình đi vô nha. Dạ. Tại nhà mẹ đi mẹ cũng mệt rồi đấy, chơi mẹ cần ngồi, mẹ nghĩ là mẹ sẽ pha một ly cà phê và mẹ uống và mẹ sẽ ngồi ở ngoài sông và sân và mẹ ngắm cảnh và mẹ edit video cho cô chú sớm. Nãy giờ mẹ cũng mệt rồi đó, tập thể dục nãy giờ cũng đã 20-30 phút rồi đó. Vậy là quá đủ rồi. Thấy chơi ha. Dạ. Thôi xin cảm ơn cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh J Sky Hoyer. Bấm like video, share video, comment thì không có comment được rồi cô chú ơi. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt cô chú nha. Bye bye.
Say I love you. I love you. Cô chú. I love you too. Đúng rồi. Rồi, giỏi.